Chú Huy ơi, chá, cùi cà khỏe lắm vô. Bác lại dùng á, bác thì uống xanh rồi không mình bao hãy. Chá bác. Chú Huy cẩn thận vô, nhà tôi ốc có uống riêng đấy thì như vậy. Chuyện đó thì ní, tôi hỏi chú ngồi xem dùng thuốc kháng sinh no tớ một phong quyền cho cùi cà. Thời này khắp thay đổi thời tiết rồi. Lấy, cùi cà tăng khỏe, bác cho ổng kháng sinh là chi. Nhờ nhà thôn đi này. Thôn chú yếu tròn rẹp cung chuông cho nó sạch hàng ngay. Cho treo mò tha bao luôn chiếm cùng cho ăn rau tú là ăn. Thôn cần như áo với thiên mua thuốc cho ca nó phạt hay. Ừ dò, tròn cung chuông thay úng mình cách ly thì chỉ tồn một ít cung mình thời gian thôi. Mua thuốc có tổn thiên nữa kia. Thôn ngảm răng bác đến cả tuyển nam. Bác sĩ thủ y tớ mắt thêm. Nếu bác tự tin mua kháng sinh xong rồi hóng bệnh hóng liêu thì áo ăn no vừa tổn thiên mà củi ca thì áo khói bệnh. Bác hai ơi, tăng con khuế ở với ổng thuốc kẻ. Tăng con chỉ cần ăn tiêm phong, trong cung ăn tròn sạch hàng ngày. Còn tớ nhất là cho treo mòn tha bao luôn chiếm thôi. Vậy đó bác ơi, tăng con khuế ở với ổng kháng sinh kẻ. Tăng con chỉ cần ăn ra tủ, cũng sạch là ăn. Bác hai nhớ lấy hãy, đối xử kháng sinh hiệu quả lòng túc chiếm. Bác phải nhớ ba vái bình, vái liêu, vái theo nhờ bác sĩ thủ y báo. Ừ, cho ơn chủ hy, cùng tất ổn ra. Và thà mình dùng thuốc nhiều ý o tốt như mình ngắm nó dò. Dùng thuốc kháng sinh cẩn thận, nhắm đứa xong lại lợi ích bên luôn.